Dạ vâng, xin chào anh em. Thì hôm nay thì mình có các anh ở trên Lạng Sơn xuống nhà mình từ sáng tới giờ. Bây giờ đến giờ chiều rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các anh sử dụng máy mô tô xì can táp thành thạo rồi. Và bây giờ mình có hỏi anh một chút thông tin. Dạ vâng, em chào anh. Anh cho em hỏi là anh tên gì ạ? Nhà mình tên là Ngọc. Dạ vâng, anh đến từ đâu ạ? Địa chỉ chuẩn luôn ạ. Chỉ mình là Chi Lễ Văn Quan, Lạng Sơn. Dạ vâng. Anh biết được em bán mang những cái dòng máy mô tô xì can táp và hỗ trợ kỹ thuật cho các anh trọn đời đấy, thì anh biết được em từ đâu ạ? Anh Thoại hay là anh ạ? Thì cũng qua chỗ Thoại đây thì cũng anh em thì cũng cùng cơ quan với nhau giới thiệu, Dạ vâng. mà cũng là biết đến mình, nhưng mà nay thì cũng rủ nhau xuống Dạ vâng. để xem, cũng muốn lấy cái máy về để Phục vụ cửa à, hàng phục vụ cửa hàng thôi. cho nó công việc nó À, thuận tiện hơn đúng không anh? đúng rồi. Dạ vâng. Anh Toại cho em hỏi anh một chút. Anh biết được em từ đâu anh? À, mình thì biết qua mạng ạ, mạng À. để giới thiệu về cái sản phẩm mô tô xà cán táp này và mô can xà cán xe phiên bản tiết kiệm ấy. Vâng. Vâng, và thấy mình đăng YouTube ấy, thì mình vào đấy để truy cập, xong rồi anh em mình gặp nhau, mình À cười vâng. đấy. Như vậy là anh Thoại là hay lên YouTube và hay xem các cái video của em và biết được em có cung cấp máy mô tô xì ken, và anh có gọi điện cho em và hẹn là từ trên Lạng Sơn và đi xe taxi, đi xe con đấy xuống đến Mãi Thanh Hóa là khoảng bao nhiêu cây số anh nhỉ? Chắc dự kiến là khoảng 400 ấy, Hơn 400 400 cây. cây vâng ạ. Như vậy là cái đoàn của anh đi từ tối hôm qua và đi tới Hà Nội rồi đến Ninh Bình rồi vừa đi vừa du lịch rồi đến sáng ngày hôm nay thì là với tới đến nhà em và trải nghiệm máy từ sáng giờ, thì anh Ngọc có kết nối và sử dụng trên điện thoại iPhone. Vâng, và anh chú ý là sau khi mà anh sử dụng trên điện thoại, khi nào mà anh mua được máy tính bảng thì lúc đó anh sẽ điện cho em và em sẽ chuyển sang máy tính bảng sau cho anh. Anh xài trên điện thoại và xài trên máy tính bảng nó chỉ khác nhau màn hình lớn màn hình bé thôi, chức năng như nhau hết anh nhá. Vâng, anh cho em hỏi là từ sáng đến giờ thì em có hướng dẫn anh sử dụng tất cả các cái chức năng ở trong máy mô tô xì can táp, thì em cái câu hỏi đầu tiên là anh thấy là cái máy mô tô xì can táp này có dễ dùng không ạ? Anh trả lời thật lòng có dễ dùng Có hay không? máy này công nhận là dễ sử dụng, nó có nhiều chức năng. Vâng, các cái chức năng là nạp phần mềm rồi tự động tìm bệnh khi xe không nổ được máy, rồi là nói chung là tất cả các chức năng cao cấp, thì anh thấy cái chức năng này anh thấy là như thế nào anh? Anh trả lời thật lòng cho em về cái chức năng từ sáng tới giờ anh trải nghiệm Chức ạ. năng của Đấy, nó thì trải nghiệm quá quá là quá tuyệt tuyệt vời vời. luôn, quá Quá tuyệt tuyệt vời vời đúng không anh? và làm rất là nhanh, nhanh gọn, Vâng. không mất thời gian nhiều. Đúng rồi. Ví dụ như là các cái chức năng mà kiểm tra cảm biến, đấy mình thực hiện chức năng kiểm tra cảm biến. Kiểm tra xong nếu máy báo cảm biến bị lỗi thì các anh đi mua phụ tùng rất là chính xác, các anh không phải ôm đồ. Còn nếu như mà cái máy nó báo và cái con cảm biến nó không bị lỗi thì các anh cũng không cần sờ đến tới nó làm gì anh nhờ. Đấy thì là các cái chức năng rất là tuyệt vời đấy. Một lần nữa thì em xin cảm ơn các anh. Vâng ạ, đang bảo các anh ở lại chơi nhưng mà các anh lại nhà nhà mình thì là có phòng ngủ điều hòa giường chiếu đầy đủ cho các anh nghỉ ngơi, nhưng mà các anh lại thích là đi xuống biển Sầm Sơn Thanh Hóa chơi, chắc là lang thang chơi du lịch, chắc phải ngày mai khả năng là mới về Ngày đến Lạng Sơn. mai về đấy. Dạ vâng, đây em xin cảm ơn các anh ạ. Vâng, một À, lần nữa xin cảm ơn anh ạ. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh. thì em cũng cảm ơn anh và gia đình tiếp đón Dạ vâng. và hướng dẫn sử dụng cái máy này thì cũng dễ hiểu biết, và anh tận tình hướng dẫn chu đáo Dạ cho vâng. em. Vâng, Dạ cái vâng. này Trong cái cảm quá ơn trình anh. làm việc mà có vấn đề gì không hiểu cứ alo cho em. Vâng Đấy, vâng số điện thoại của em thì lát anh lưu vào danh bạ anh nhá. Vâng, cảm ơn anh ạ.